Văn Nghiêm vừa có pha bắt bóng an toàn. Số 7 Anh Tú vừa phá đường bóng vừa rồi của FC Tự Đông. Pha đá phạt góc tiếp theo của FC Tự Đông. Không được rồi. Vừa rồi là một pha che chắn bóng tốt của số 10. Đình Dũng, xin lỗi Trần Tiến, vừa rồi vừa có một pha đánh đầu trượt. Rất tiếc. Phản công cho Sao Vàng. Hí Khoa. Đình Dũng. Hí Khoa. Một pha sút xa của Hí Khoa. Pha bóng may rủi mà Huy Khoa vừa thực hiện đã mang về một cơ hội nguy hiểm cho FC Tự Đông. Lê Hoàng ném bóng tốt. Số 8 Đức Long của chúng ta đã hơi chậm trong tình huống phán đoán được điểm rơi vừa rồi. Lê Cường, Anh Tú. Lê Hoàng. Vừa rồi là một pha chuyền bóng tốt của số 10 cho Đức Long. Rất tiếc là bóng đi nhanh và Đức Long không kịp theo pha bóng vừa rồi. Pha đá phạt biên dành cho FC Sao Vàng. Điểm rơi tốt, Đức Long. Tiếp tục là FC Sao Vàng. Một pha xoay sở bên cánh tốt của hậu vệ cánh phải. Một pha cắt mặt khá tốt. Rất hay. Đình Dũng, Trần Tiến. Cầu. Không được rồi. Phản công. Rất đáng tiếc của Trần Tiến vào bóng vừa rồi. Một pha bóng hay của Đình Dũng. Và sau đó là pha đẩy bóng khá dài của Trần Tiến đã làm lỡ đi cái nhịp mà Trần Tiến phải chạy theo. Và một pha ra vào hợp lý của thủ môn Lê Hoàng đã cứu thua cho Sao Vàng một bàn thắng. Hoan hô Lê Hoàng. Và xin chia buồn với sự không may mắn vừa rồi của Trần Tiến. Và chờ bóng có điểm rơi. Đức Long còn bóng. Pha bóng tốt của Huy Khoa. Số 6 đội trưởng Huy Khoa của chúng ta đang làm quá tốt nhiệm vụ trung vệ thòng của mình. Chia bài tốt. Hậu vệ hay và đang rất là tròn vai. Huy Khoa. Nguyễn Tuấn. Huy Đăng. Nguyễn Tuấn. Vẫn là Nguyễn Tuấn.
Huy Đăng xoay sở tốt, an toàn rồi. Huy Khoa, Nguyễn Tuấn dâng tốt, Đình Dũng hay, một pha chọc khe hay của Nguyễn Tuấn, nhưng mà cái bước một của Đình Dũng đã làm mất đi cái hay của pha bóng vừa rồi. Trần Tiến hay, tiếp tục là Trần Tiến giữ bóng tốt, một pha bóng hay của Trần Tiến nhưng mang dấu ấn của sự cá nhân quá nhiều. Đáng lẽ ra Đình Dũng phía bên trong là một cơ hội nguy hiểm hơn mà Trần Tiến phải tận dụng. Chúng ta có thể dễ dàng thấy những diễn biến trên sân đang ủng hộ rất nhiều cho FC Tự Đông. Nguyễn Tuấn, anh Tú vừa phá pha bóng vừa rồi của Nguyễn Tuấn, một pha phán đoán tình huống hay của số 7 anh Tú. Nguyễn Tuấn, Đình Dũng, Nguyễn Tuấn pha 1-2 hay của hai cầu thủ trung tâm Đình Dũng và cánh phải Nguyễn Tuấn. Rất tiếc là pha nhả lại của Đình Dũng hơi quá đà so với nước chạy của Nguyễn Tuấn. Long Quân, Đức Long không được rồi, hoãn hô thì thủ môn Văn Nghiêm. Lại là một pha giá vào hợp lý của Văn Nghiêm. Văn Nghiêm là một thủ môn có thể hình cao lớn và một lợi thế cực kỳ lớn trong thủ thành của FC Tự Đông. Trần Tiến, bóng con. Long Quân. Chuyền xa. Trần Tiến. Phía trên là ba cầu thủ của Tự Đông, phản công cho Huy Đăng. Anh Tú, sao vàng, sao vàng, vào, là số 8 Đức Long. Bàn thắng thứ hai của Đức Long trong mùa giải năm nay, hai trận đấu hai bàn thắng, phong độ quá tốt của số 8 FC Sao Vàng, một điều cho Sao Vàng. Hai trận đấu vừa qua thì Đức Long đã thể hiện được quá nhiều điều về khả năng cũng như tài năng của mình. Xin lỗi, số 8 anh Tài. Có hai trận đấu thì anh Tài đã thể hiện được quá nhiều khả năng và quá nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của FC Sao Vàng. Anh Tú, điểm rơi tốt. Anh Tài, lỗi rồi, lỗi của anh Tài. Anh Tài là gì? Không, đây không phải đây này. Huy Đăng, Đình Dũng. Huy Đăng, một pha chọc khe ý đồ tốt của Huy Đăng nhưng Trần Tiến vừa không hiểu ý. Lê Hoàng, vừa rồi là một pha long ngóng của số 5 Lê Cường và số 42. Bóng tốt của bóng 42. Huy Khoa. Anh Tú.
Bóng còn cho Nguyễn Tuấn, xoay sở tốt. Có pha bóng an toàn của số 42. Long Quân, Bí Khoa, an toàn rồi. Trong những phút vừa qua thì nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên một mức khá cao với những pha đôi công rất hay giữa Tự Đông và Sao Vàng. Và theo thống kê thì Tự Đông đã có 6 cú sút về phía khung thành của SC Sao Vàng trong những phút vừa qua, và tỷ lệ trúng đích là 40%, một tỷ lệ chưa cao đối với một đội bóng có hàng công nhiều chân sút hay như Tự Đông. Tự Đông cần phải có những đối pháp và những phương án hợp lý cho những phút sắp tới. Một pha sút phạt không gây được nhiều nguy hiểm. Phạt bóng lên dành cho Tự Đông. Trung vệ thẳng của Tự Đông Huy Khoa đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Thì đó một cách tròn vài trong những phút vừa qua. Đình Dũng, một pha bóng không tốt của Văn Lâm, số 95. Một pha trèo bóng vào quá cao. Pha đánh đầu làm lỡ rất nhiều nhịp của Đình Dũng. Huy Khoa vừa phá được bóng vừa rồi. Bóng con. Văn Lâm. Long Quân vừa phá bóng rất tốt. Đội hình của Tự Đông gồm những gương mặt như Trần Tiến, Đình Dũng, Huy Đăng, Huy Khoa hay là Nguyễn Tuấn. Thì đây được đánh giá là một đội hình khá đồng đều trong tất cả các đội của giải đấu năm nay. Cũng có thể xem là một trong những đội có sức đồng đều tốt nhất. Sự điều chân và ăn ý đáng có, và một đối thủ đáng gờm của giải đấu. Phần góc cho Văn Lâm, Trần Tiến. Tiếp theo là vừa rồi là một pha bỏ lỡ của Trần Tiến. Dù trước đó anh đã có một pha chạy chỗ cực kỳ khôn ngoan, vòng ở đằng sau tất cả các hậu vệ của Sao Vàng và chọn cho mình một vị trí sút dứt điểm cực tốt. Nhưng cái chân phải đã không nghe lời theo lời của anh. Số 10 rất tốt. Vừa rồi là pha phản công hay của Sao Vàng. Đáng tiếc là không phải một đường truyền mà pha sút thẳng ở một góc cực kỳ hẹp của số 10. Ở trận đấu ngày hôm nay thì số 10 được lôi về đá hậu vệ cánh phải, không còn sát cánh cùng với anh Tài số 8 như hôm qua. Ở trận đấu ngày hôm qua với Hảo Thôn thì anh Tài cũng như số 10 của Sao Vàng đã là một cặp đôi, một con dao cực sắc, cứa liên tục hai bàn thắng vào cái lưới của Hảo Thôn và mang về chiến thắng 3 điểm đầu tiên cho Sao Vàng. Một pha đeo bám quyết liệt của số 10 đối với Văn Lâm, số 95. Phạt góc cho Tự Đông. Một pha sút phạt không tốt. Trần Tiến, bóng con. Vào trong. Không có ai cả. Huy Khoa. Bóng đi hết đường biên dọc, biên cho Tự Đông. Điểm rơi tốt. Trần Tiến ngày hôm nay đã có khá nhiều cơ hội. Nhưng anh vẫn chưa thể tận dụng được một cơ hội nào để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Và sau mỗi lần dứt điểm của anh đều là một gương mặt tiếc nuối. Huy Đăng.
Nguyễn Tuấn, Đình Dũng, cầm nhịp tốt, rất hay. Chỉ đáng tiếc là một pha dứt điểm ăn má ngoài nhiều của Văn Lâm đã mang đi cơ hội của Tự Đông. Sao Vàng có sự thay đổi người đầu tiên. Xin lỗi, chưa có sự thay đổi người nào cả. Anh Tú, một pha làm tường không tốt của tiền đạo số 42. Huy Khoa, Đình Dũng, Huy Khoa, pha phán đoán điểm rơi tốt của Long Quân. Sự thay đổi người đầu tiên, số 95 Văn Lâm ra sân. Nhường chỗ cho Đức Thịnh, Đình Thịnh, số 12. Một hậu vệ có kinh nghiệm của Tự Đông vừa vào sân, Đình Thịnh. Hôm nay Trần Tiến đang thi đấu khá thiếu sức sống và khá là thiếu ý tưởng. Dù những phút vừa qua anh thể hiện không tồi trong những pha chạy chỗ của mình, nhưng Tự Đông cần anh thể hiện nhiều hơn. Và khán giả cũng mong muốn anh được thể hiện nhiều hơn khả năng của mình. Nguyễn Tuấn, điểm rơi tốt, không vào. Pha cắt mặt rất đáng tiếc của số 13 Huy Đăng. Chỉ một chút nữa thôi thì Huy Đăng đã mang về tiếp theo Tự Đông một bàn thắng. Nguyễn Tuấn, một pha chạy chỗ khôn ngoan của Huy Đăng làm thoát tim các cầu động viên của Sao Vàng. Đình Thịnh, chạy bóng tốt. Tiếp tục là pha chọn điểm rơi cực hay của Huy Đăng. Pha đánh đầu ngược có ý đồ của anh Tài. Văn Nghiêm, Long Quân tốt, Đình Thịnh tí đè hay, bé người hay. Một pha bóng tí đè khôn ngoan của Đình Thịnh đã mang về một pha đá phạt. Huy Khoa, Đình Thịnh, Huy Đăng, pha đỡ trượt bóng của Huy Đăng đã làm chậm đi cái nhịp tấn công phản công của Tự Đông. Nguyễn Tuấn xoay sở tốt, sút luôn. Rất đáng tiếc cho pha xoay sở hay vừa rồi của số 89. Thời tiết hôm nay khá là nắng nóng và gió ít hơn ngày hôm qua. Nhiệt độ đang là cao hơn 41 độ C so với nhiệt độ 37 độ C ngày hôm qua. Thì hôm nay thời tiết đang chống lại các cầu thủ của chúng ta. Thể lực đang hao mòn rất nhanh.
Trọng tài đang cho tạm dừng 5 phút để các cầu thủ tiếp nước để giữ được trạng thái tốt nhất, có chất lượng chuyên môn ổn định. Những phút thi đấu vừa qua thì chúng ta đã được nhìn thấy sự thể hiện tốt hơn bên phía FC Tự Đông. Lê Hoàng, Đình Dũng, điểm rơi tốt, Đình Dũng hay, Nguyễn Tuấn, bên cánh trái còn người, một pha bóng tối của Nguyễn Tuấn, Đình Thịnh, Nguyễn Tuấn, Trần Tiến hay. Đình Thịnh sút thẳng, lại là một pha bóng may rủi tiếp theo của Tự Đông. Khán giả đang mong muốn Tự Đông thể hiện nhiều hơn thế, thể hiện được đúng khả năng và đúng trình độ của mình, bởi những khuôn mặt trẻ và đầy tài năng cho đội hình. Và trọng tài vừa nổ hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay giữa hai đội FC Tự Đông và FC Sao Vàng. Tỷ số hiện tại đang là 1-1, một thế trận cân bằng cho cả hai đội bóng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi hiệp thi đấu thứ hai trong 5 phút nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong hiệp thi đấu thứ hai. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know. If you reach out and touch, my mind is a battle, I'm trying to hide it, getting these voices inside to stay quiet.